nhưng Chaya lại vui mừng. Điều này khiến cậu nhớ đến mẹ mình là Senhia. Senhia vì phạm tội nên đã bị biến thành ngựa. Yama tức điên lên muốn chống đối cha mình vì ông đã không ngó ngàng gì đến mẹ, sau đó thì bỏ đi. Lúc này Indra xuất hiện, anh ta nói với Surya chuyện Senhia đã biến thành ngựa. Surya tức giận đùng đùng đến chửi mắng Sunny. Senhia đúng là có tội, nhưng ngươi trừng phạt như vậy là không nể mặt ta. Trước khi mặt trời lặn ta sẽ tìm vợ ta về. Từ chỗ thần sư, ông biết được là muốn giải trừ lời nguyền của Senhia thì anh ta phải biến thành ngựa sống cùng cô ta một thời gian. Như vậy lời nguyền của Senhia mới được giải trừ. Khi bị Senhia dỗ ngon dỗ ngọt, Surya quyết định giúp cô ta giải trừ lời nguyền, thế là cũng đã tự biến mình thành ngựa. Từ đó hai người sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Sunny lo lắng sự an nguy của cha thì lại thấy hai người họ đi từ chuồng ngựa ra, hơn nữa biểu cảm hoảng loạn. Lúc này tay phải Surya lại biến thành màu đen, rõ ràng là bệnh nhật thực tái phát. Sunny quyết định đi hỏi thần sư nhưng ông ta lại nói là lời nguyền đã được giải trừ. Sunny không có được câu trả lời nào. Hóa ra Surya đã sớm một bước đến gặp thần sư. Anh ta muốn ông ta có thể giúp mình nuôi dưỡng hai đứa con song sinh kia. Thần sư đồng ý, nhưng không ngờ sau đó Sunny đã tình cờ đụng mặt hai đứa bé kia. Lúc đầu Sunny chỉ đơn giản là bị thu hút bởi đôi tai ngựa của hai anh em. Bỗng nhiên cậu nhận ra điều gì đó, cậu nhớ lại chuyện Viswamitra trả lời ấp a ấp úng và biểu cảm hoảng loạn của Surya ở chuồng ngựa. Sunny rất tò mò cha của bọn chúng là ai, thế là cậu đi theo dõi chúng, kết quả thấy thần sư đi ra. Cha của chúng chính là ta. Sunny tức giận, đây rõ ràng không phải là vật nuôi, hãy nói cho ta biết thân phận thực sự của chúng, nếu không ta sẽ trừng phạt ông. Ông ta vẫn một mực phủ định hai đứa trẻ đó là con của mình. Sunny thấy vậy thì liền lấy ra quyền trượng. Mau nói sự thật cho ta, đây là cơ hội cuối cùng của ông. Thần sư sợ nên đành phải nói ra sự thật. Vừa nghĩ đến tình cảnh của hai đứa em giống như mình lúc trước, thế là Sunny không nhẫn tâm nên quyết định mang chúng về thiên giới sống. Nhưng thần sư không đồng ý, ông ta triệu hồi ra một bình nước thần rồi dùng nó vẽ ra kết giới. Chỉ cần chúng rời khỏi kết giới này thì sẽ biến chúng thành ngựa. Ông ta rõ ràng là có chấp niệm đối với ngựa. Sunny trở về kể chuyện đó cho thần Viswakarma nghe. Khi hai người đang bàn bạc cách giải quyết thì Kakun chạy vào nói, Hanuman vì muốn thần Surya thành thần sư của mình nên đang tìm cách chữa bệnh nhật thực cho ngài ấy. Sunny liền nảy ra một ý là cậu sẽ liên minh với Hanuman. Sunny tìm đến và nói với cậu ta nguyên nhân mà thần Surya mắc bệnh. Chỉ cần cứu hai cậu em người ngựa về thì thần Surya sẽ có cơ hội khỏi bệnh. Họ chia nhau ra hành động. Sunny triệu tập cuộc họp gia đình, nói mình còn có hai người em đang chịu khổ ở trái đất. Lúc này thần Surya có chút chột dạ. Trách nhiệm của cha mẹ không chỉ sinh con ra mà còn phải dạy dỗ con cái. Người vứt con cho thần sư nuôi dưỡng, đây lẽ nào là hành vi đúng đắn ư? Người hãy trả lời đi, Senhia. Có phải người đã sinh chúng ra không? Sau đó thì lại vứt bỏ chúng. Lúc này thần Surya xấu hổ nên không dám ngẩng mặt lên. Còn Senhia thì bị hỏi đến hóa thẹn thành giận mà vẫn kiên quyết không nhận. Vì để cho họ tâm phục khẩu phục, Hanuman đã trực tiếp rời nhà thần sư đến đây. Phải nói là cậu ta thực sự quá nhanh trí. Kết giới đã được phá giải. Chứng cứ xác thực, Senhia có trăm cái miệng cũng khó chối cãi. Cuối cùng thần Surya cũng thừa nhận là hai đứa con người ngựa này là con của mình. Ta đang nhận lấy sự báo ứng của mình, tất cả mọi thứ ta làm chỉ là muốn giải trừ lời nguyền cho Senhia. Ta không nên vì tướng mạo của chúng mà vứt bỏ chúng. Sunny cảm thấy rất đau lòng, số phận của hai cậu em người ngựa quá giống mình. Cho dù đã qua nhiều năm, thần Surya vẫn xem trọng tướng mạo con người. Sunny vô cùng phiền lòng muốn tìm đến mẹ để nói chuyện. Cậu muốn nghe được bài hát ru của mẹ, nhớ đến cảm giác ấm áp lúc nhỏ được mẹ vỗ về ôm ấp. Bỗng có một kẻ thần bí xuất hiện còn bắt Chaya đem đi mất. Sunny đã đến muộn một bước. Bỗng Kakun bị người khác nhập vào. Nếu muốn mẹ ngươi bình an thì trước khi mặt trời lặn vào ngày mai hãy đến địa phủ tìm ta. Sunny hoảng hốt. Hanuman chỉ nháy mắt một cái thì tên bên cạnh liền điên cuồng quay vòng tròn. Thấy hắn cũng xoay đủ rồi nên Sunny đã trói bắt hắn ta lại. Mẹ của tên yêu quái bực tức, dám ở địa bàn ta mà ức hiếp người của ta ư? Cô ta cầm quyền trượng định triển khai pháp thuật nhưng Hanuman lại nhanh như khỉ vậy. Shimika truy đuổi Hanuman chạy khắp căn phòng, Sunny đành đứng nhìn cười. Cô ta mệt đến mức thở hồng hộc, nhìn thấy Hanuman ngồi trên ghế của mình thì tức đến muốn hộc máu. Shimika vừa muốn ngồi nghỉ ngơi thì quyền trượng lại bị Hanuman cướp đi. Hanuman yêu cầu cô ta thả mẹ của Sunny ra và dùng con trai cô ta để trao đổi. Shimika vì cứu con trai mình nên ra lệnh Rahu dẫn Chaya ra. Sunny đã giữ đúng lời hứa thả con trai cô ta ra. Hai mẹ con sắp sửa được đoàn tụ thì đột nhiên Shimika hét lên một tiếng. Sau đó mặt đất bỗng nứt ra, người cá sấu từ dưới đất chui lên đã kéo Chaya xuống dưới lòng đất. Mặt đất bỗng hồi phục lại bình thường, bất luận là Sunny có tìm kiếm ra sao đều không thấy tung tích mẹ. Shimika đưa ra điều kiện với Sunny, muốn cứu mẹ về thì lấy luân xa trên tay thần Vishnu để đổi. Sunny chỉ trích, nếu như quá tham lam thì ta sẽ khiến ngươi phải trả giá bằng sự đau đớn. Cảm ơn lời khuyên của người nhưng thời gian không còn nhiều nữa đâu. Trước khi mặt trời mọc, ngươi không lấy được luân xa thì ngươi sẽ mãi mãi mất mẹ. Sunny vừa trở lên mặt đất thì gặp ngay Sakracharya, ông ta mang đến một tin tốt. Hóa ra Shimika đã mang Chaya đến âm phủ, đó là một thế giới hoàn toàn tương phản với hiện thực. Bầu trời ở dưới chân, mặt đất ở trên đầu, lửa có thể giải khát còn nước thì thiêu đốt. Nhưng nơi này người bình thường không thể vào được, chỉ có ác ma mới có thể vào. Khi Sunny không biết làm sao thì Hanuman nhảy ra, ta có ân phước của thần Brahman nên có thể đi bất cứ nơi nào trên thế gian. Họ chia nhau ra hành động, Hanuman phụ trách xuống âm phủ cứu Chaya. Còn Sunny ở trên mặt đất đối phó với đoàn quân ma quỷ. Nhưng Hanuman lại gặp một đối thủ khó xơi. Kẻ địch xuất quỷ nhập thần khiến Hanuman rất khó xác định.
Vũ khí của người chỉ có thể tấn công vật thực thể, còn ở nơi đây tất cả mọi thứ đều là hư ảo. Những gì mà ngươi nhìn thấy không nhất định là có thật, nhưng chút trò vặt này căn bản không lừa nổi Hanuman. Chỉ thấy cậu ta cầm chùy lên đánh mấy cái đã hạ gục được tên địch. Chaya đã thành công được cứu. Nào ngờ tối đó Senya lại dùng pháp thuật đưa Chaya vào tầng địa phủ có chứa chất kịch độc. Cô ta bắt đầu kể tội Chaya, đều là vì ngươi mà chồng và con ta mới xem ta như là ôn dịch. Vậy mà ngươi bây giờ lại mang thai thêm đứa thứ hai. Đợi khi Sunny đến thì mẹ cậu đã bị Senya đẩy vào hố sâu chứa đầy chất độc. Sự phẫn nộ của Sunny đã gọi ba đấng tối cao đến. Thần Mơ Hát đã vớt được thi thể Chaya ra, nhưng đây là chất kịch độc đến từ địa ngục, đến cả ba đấng tối cao cũng bó tay. Hành động tàn ác của Senya khiến Yama và Yami vô cùng thất vọng. Hai anh em quyết định đoạn tuyệt quan hệ với mẹ. Indra cũng không thể chấp nhận, ta tuy xấu nhưng cũng có giới hạn, nhưng cô thì xấu xa đến cực hạn. Đến cả đứa bé chưa sinh ra đời cô cũng không bỏ qua. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ thu hồi thần vị nữ thần của cô. Lúc này Sunny triệu hồi quyền trượng, khi cậu định giải quyết Senya bỗng nhiên cơ thể Chaya xuất hiện điều lạ thường. Kỳ tích đã xuất hiện, đứa bé trong bụng cô đã hấp thu toàn bộ chất độc. Đứa bé đã được sinh ra sớm, Chaya đã được cứu, mẹ con đều bình an. Sunny rất yêu thương đứa em gái này, thậm chí còn hát ru cho em gái ngủ. Vốn tưởng chuyện này là trong họa được phúc, nhưng không ngờ rằng ba đấng tối cao lại vô cùng lo lắng. Thần Mơ Hát còn nhảy múa để làm dịu nỗi phiền muộn trong lòng. Sự ra đời của đứa bé này sẽ mang lại tai họa cho vũ trụ. Thần Brahm còn đề nghị giết chết nó, nhưng thần Mơ Hát lại nói đã muộn rồi. Bé gái mới sinh được 3 ngày thì đã lớn. Chỉ vì nghe người khác nói tên mình quá khó nghe mà nó tức giận tự làm nổ chiếc nôi của mình, thậm chí còn khiến các hành tinh va chạm với nhau. Cặp sừng nhọn trên đầu khiến người khác khiếp sợ. Mọi người đều nói nó là ác quỷ, chỉ có Sunny lại đến bảo vệ nó. Nó là em gái con sẽ không để người khác làm hại đến em. Thần Surya biểu cảm khó chịu, không dám tin đứa bé trước mắt là con gái của mình. Sakracharya càng thêm dầu vào lửa, cô bé này lớn nhanh như vậy. Đây là một trong những đặc trưng của ác quỷ, nhưng nó càng nguy hiểm hơn ác quỷ bởi vì toàn thân nó đều là chất độc. Indra cũng bắt đầu thêm dầu vào lửa. Chiếc đuôi đáng ghét của nó và cặp sừng khiến người khác sợ đã chứng minh nó không phải người tốt. Hanuman bực bội, cái đuôi của ta cũng có nghĩa là ta không tốt sao? Hanuman vừa định ra tay thì Sunny đã cản lại. Thần Gansan có chiếc đầu voi, Hanuman có chiếc đuôi khỉ, nhưng không ảnh hưởng chuyện họ trở thành những vị thần. Ngài quá thiên kiến rồi. Vừa nói xong Indra cũng muốn ra tay đánh nhau, nhưng bỗng anh ta không cử động được. Hóa ra là cô bé đã dùng phép, cô nhìn một cái đã khiến gậy thần của Indra biến mất. Sunny thử đến an ủi em gái, cô bé xoay người lại chậm chậm bước về phía cậu. Cảm giác bức bối này đến cả Sunny cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Cho đến khi cô bé gọi lên một tiếng, anh ơi, nghe thấy cô bé gọi mình là anh, Sunny vô cùng mừng rỡ. Ai nói em là con của ác quỷ chứ? Em vừa mới sinh ra đời đã biết tôn trọng anh trai. Khi còn trong bụng mẹ còn đã hút hết chất độc cứu sống mẹ. Cho dù toàn thân em là độc nhưng anh sẽ không để người khác làm hại đến em. Vừa nói xong thì thần Surya đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh. Sunny con là thần, còn đứa bé này nhìn xem không có chút đặc điểm nào của thần, nó sẽ không có bất cứ vị trí nào ở thần giới. Lúc này Chaya cũng tỉnh dậy từ cơn hôn mê, cô muốn bảo vệ con gái mình nhưng thần Surya lại không thừa nhận nó là con gái mình. Cô bé đã gặp cảnh tương tự như Sunny lúc mới ra đời. Nhưng Sunny quả quyết nói là cậu nói sẽ thay cha gánh vác trách nhiệm này. 6 ngày sau là ngày tổ chức tiệc mừng Badra ra đời, Chaya hy vọng tuổi thơ của Badra đừng có bi thảm như Sunny. Cô không muốn hai đứa con mình đều trải qua đau khổ đó. Cô càng hy vọng Badra sẽ là một cô bé bình thường. Sunny hiểu nỗi khổ của mẹ, nhưng đối với cậu mà nói những bất hạnh mà cậu đã từng chịu cũng đã giúp cậu trở thành một vị thần. Những đau khổ mà Badra phải trải qua sẽ khiến nó em càng mạnh mẽ hơn. Sunny nói đạo lý với mẹ một tràng khiến cho cô cũng đã buông bỏ được nỗi lo. Nhưng lúc này thần Mơ Hát lại nhìn thấy kết cục bi thảm của gia đình họ. Nghi lễ chúc mừng bắt đầu nhưng thần Surya vẫn không xuất hiện. Sunny đặt tay em gái lên người mẹ, khoảnh khắc Badra gọi một tiếng mẹ khiến Chaya cảm thấy vui sướng. Mẹ ơi! Tiếp theo là cô đút mật ong cho Badra ăn, vốn dĩ là cảnh tượng ấm áp nhưng lúc này lại xảy ra điều bất ngờ. Khi Badra cúi người nhặt cánh hoa dưới đất, lúc cô bé đứng lên thì sừng nhọn của cô đã khiến Chaya bị thương. Mẹ ơi! Chất độc liền xâm nhập vào cơ thể khiến Chaya ngất đi. Badra đáng thương lại bắt đầu bị Yama chỉ trích. Kẻ toàn thân mang đầy chất độc thì mãi mãi không thể nào được người thân yêu thương. Ngươi lại dùng chất độc tấn công mẹ của mình. Badra uất ức rơi nước mắt, sau đó cô bé bị Yama lôi đi. Lúc này cánh tay Chaya cũng xanh tím. Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Sunny rất khó hiểu, mẹ cậu đã uống thuốc bất tử thì vì sao vẫn bị như vậy? Ông ngoại nói, cho dù là uống thuốc bất tử cũng không thể chống lại chất độc này. Sau đó ông dùng phép cứu chữa cho Chaya, may mà đã kịp thời cứu chữa nếu không tính mạng Chaya khó giữ. Lúc này Badra bị Yama kéo đi, cô bé rất lo lắng cho an nguy của mẹ. Đừng gọi bà ấy là mẹ nữa, ngươi suýt nữa giết chết bà ấy, ngươi là chất kịch độc, ai đụng vào ngươi cũng đều xui xẻo. Yama càng nói càng quá đáng, Badra liền nổi giận. Chỉ thấy cô bé vẫy đuôi một cái thì Yama liền bị kéo tới kéo lui. May mà Sunny kịp đến ngăn cản, cậu lấy tay lau nước mắt cho em. Em không cần phải giải thích nhiều, anh sẽ bảo vệ cho em. Nhưng Badra vẻ mặt chợt thay đổi, cô bé cảm thấy mùi nguy hiểm. Quả nhiên thần Surya đang tức giận đùng đùng đi đến.